Rồi. Tới công chuyện luôn rồi. Bây giờ cho giao lưu cho các bạn một cái camera vầng trăng khuyết. Thì cái này đã được ghép cúc ngọc. Thì tổng thể chiều cao từ đáy chậu lên tới phần ngọn của nó rơi vào tầm 70 á. Còn cái đường đấy, đường cong đây 3 4 5 6 gần 1,2 m. Thì cái cây này giao lưu cho anh em là giá 500 ngàn nha, giá báo giá công khai. Đó. Gốc đó đẹp. Đó, nước đờ bè đây. Ghép thì ghép từ gốc nhớt nha, ghép lúc cây còn cái con, bây giờ nó liền như cái rin luôn. Không phân biệt được nha. Chứ qua ghép chỗ nào thì mình biết là mình chỉ nên đỡ nhận dạng nha. Chứ không phải cái rin đâu. Cái này cây ghép. Nhưng mà hoa đẹp lắm. Không. Hình ảnh rất là bắt mắt nha anh em. Giá là 500 ngàn nha. Báo giá công khai rõ ràng minh bạch nha anh em. Anh em nào thiện chí giao lưu liên hệ nha. Thuận mua vừa bán nha anh em. Chứ đừng có chơi giá mắc giá rẻ gì hết. Bởi vì cuộc sống là không có gì mà gọi là nó theo một cái nhất quán hết nha anh em. Mọi cây mọi hoa. Đấy, thì anh em nào thích liên hệ nha.